Theo Variety, nhà hát Sala Grande nơi ra mắt phim Ferrari do Michael Mann đạo diễn chật kín khán giả. Tài tử Adam Driver không kìm được nước mắt sau khi phim kết thúc. Tác phẩm dựa trên sách Enzo Ferrari, The Man and the Machine, 1991, của nhà báo Brockett. Phim lấy bối cảnh Italy năm 1957, khi Enzo Ferrari, Adam Driver đóng, đối mặt với tình hình bế tắc trong việc kinh doanh lẫn hôn nhân, đồng thời phải giải quyết vấn đề pháp lý sau tai nạn chết người trong cuộc đua tranh giải Mille Miglia. Tác phẩm còn đề cập đến vụ ngoại tình của Enzo với Lina Magdi, Celine Utley. Giới chuyên môn đánh giá cao sự hóa thân của Adam Driver. Trang Voucher cho rằng Driver nhập tâm, cố gắng học cách nói giọng Italy để vào vai. Tài tử thể hiện sự tinh tế và lạnh lùng ở một số phân cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Theo Variety, phim hấp dẫn và lôi cuốn, màn diễn xuất của Adam Driver và minh tinh Penelope Cruz, vai Laura Ferrari, có thể giúp tác phẩm nhận đề cử Oscar năm sau. Trang Guardian chấm phim 3/5 sao, khen các cảnh va chạm trên đường đua có sự sống động. Driver và Cruz thành công trong việc mô tả cảm xúc nhân vật, còn màn thể hiện của Celine Utley chưa ấn tượng. Buổi công chiếu Ferrari là một trong những sự kiện quy tụ đông khán giả ở liên hoan phim Venice. Trước khi dự chương trình, Driver gặp gỡ và ký tặng người hâm mộ bên ngoài nhà hát. Tài tử còn gây chú ý tại buổi họp báo khi chỉ trích Amazon và Netflix do hai công ty này từ chối đáp ứng các yêu cầu của nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ, SAG-AFTRA, về quyền lợi cho các nghệ sĩ. Theo Deadline, đạo diễn phát triển dự án trong hơn 15 năm. Ban đầu, vai chính thuộc về CS.